Xin chào bà con cô bác thân thích láng giềng đang theo dõi channel ngày hôm nay. Không dám để các cụ đợi lâu, xin mời các cụ phi ngay vào video nha. Thật là đáng phê bình, đi thi mà để quên cục ý thức ở nhà. Ông đừng có mà ỉ vào bờ mông như bờ đê. Mông to không lo chết đói mà ra oai nha. Pha bóng hộp không quan trọng, quan trọng là anh thanh niên tay nhanh hơn não. Cứ nghĩ vu oan cho người khác là dễ à. Phải nói là kính cẩn nghiêm mình ngã nón mũ quỳ lại cho cái sự bá giờ của anh da đen. Chơi bẩn hết phần thiên hạ không chừa cho ai tí nào luôn. Cãi với mấy đứa động kinh cũng mệt thật các ông nhỉ. Lâu lâu dễ nảy phát như ai ăn mớ hương hỏa nhà nó không bằng. Càng cãi càng thân tức, muốn lộn cứng lên đầu luôn á. Đang buồn ngủ mà được John phá tỉnh ngủ ngay và luôn. Đúng là thuốc đắng giả tật. Đây là sơ thi đấu bóng rổ, chứ có phải đại hội so sánh giày thối đâu. Mà anh chạy khắp thế anh trai ơi. Đây là cái kết cho cầu thủ dùng tay đưa bóng vào khung thành trước đôi mắt của camera chạy bàn cơm tên trọng tài. Sếp rất tỉnh và đẹp trai khi xông thẳng vào sân để giành bóng. Đúng là phong cách của người có nhà mặt phố, bố làm to. Ấy chà, thằng nào chơi mất nết vậy? Ai không biết là bảo tao ỉ trong quần rồi sao? Còn có mỗi một cái quần mà. Fan này là fan hâm dọa chứ fan hâm mộ cái gì? Cosplay kiểu gì mà éo dám nhìn luôn. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Được cái ném bóng giấu tay là giỏi. Lần đầu ghi được điểm ở cự ly xa. Kiểu tao là nhất, tao là Superman. Ha ha, pha này mà không bị cười vào mặt đời không nể. Làm lớn làm lố thể hiện à con trai. Rồi ôi, kẻ xúc giạt vào chưa kìa. Nhìn tướng anh như con voi vậy thôi, chứ anh có một trái tim mong manh dễ vỡ lắm. Một chiếc lá rơi cũng làm anh hoảng sợ. Nhưng mà đoạn này anh diễn hơi vật vả thôi, cắt diễn lại vai khác khỏe hơn đi anh. Dễ thương thật sự. Phải ưu mầm tài năng như này để mai sau tre già măng còn có mà mọc. Pha xử lý gỡ kèo quá là đáng đồng tiền bát gạo. Ai khiêu cô cử? Từ từ nào, bóng có rơi xuống thì còn nằm trên sân chứ mất đi đâu mà khổ thế anh ơi. Cuối cùng thua vẫn là thua, số trời an bài rồi. Lâu lâu mới được cho lên sóng phỏng vấn một lần mà gặp toàn mấy thằng phá đám cưới không à. Ủa mình diện lâu lắm vậy đi nhé. Đùa mà không coi ngại nè, sai người sai luôn cả thời điểm rồi nha. Quá là su cà na cho anh thanh niên luôn. Mới sớm đã được hát nước lạnh cho tỉnh táo rồi. Khi bạn cảm thấy cuộc sống có quá nhiều đứa trước mắt, thôi úp cái sọt cho khỏi ngứa con mắt. Ấy chà, mới tí tuổi đầu đã ga lăng bí lady fresh như thế. Lớn lên cho gái đổ như lúa trổ gặp gió dòng chứ chả đùa. Nhìn phát là biết con đường tình duyên sáng sủa tối cũng sủa rồi. Cái nét thi đấu này mà không ăn vài cái thẻ hoặc là vài quả đấm cũng hơi phí nhỉ. Sợ rớt nên nhảy nhảy trước coi có cái gì dư rớt không ấy mà. Rồi xong, sân khấu này là của anh. Tha hồ làm trò con bò. Đi thi đấu nhưng vẫn không quên cosplay idol. Đề nghị ban tổ chức kiểm tra giới tính trước khi thi đấu. Chứ khán giả cười nhiều quá, khán giả mệt. Nói nhiều quá à, đeo cái mặt nạ vào cho bớt nói lại đi. Úi chà, lớn hết cả rồi, còn chơi tạt nước vào nhau à, bận lắm. Chị kia cười cho đây. Thôi xong, làm phép như thế thì đội kia không còn trông chờ gì nữa rồi. Đeo cái huy chương lên, người phát ra ánh sáng liền.
Nhưng mà có mấy thằng bạn hơi ác nha. Nhưng mà công nhận người thành công mở miệng ra đều là chân ái. Con trâu mà nói một lúc cũng ra con bò. Chứ đứa mà ớn ơ thì có nói đạo lý cũng thành bóc phét. Lanh quá anh ơi. Nhưng mà lanh chanh ấy. Đi xem thì một là né ra cho bóng khỏi vào mồm, hai là để cho người ta cứu bóng. Thể hiện cho ai xem? Đá bóng nam hay đá bóng nữ mà có cái thân hình mình hạt sư mai vào đây? Dáng nằm của nàng tiên cá. Nhưng mà nàng tiên cá này lạ lắm. Nước da trâu hơi mặn mà. Chắc là đi tắm nắng mà quên bôi kem chống nắng đây mà. Những tình huống oái âm trong thể thao đến từ khắp nơi trên thế giới đến đây cũng xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.